Mến chào cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có về một số cây hoa giấy cẩm thạch tím bonsai ba màu tiết, tím lửa. Với lại phần cuối clip thì em xin giao lưu một số cây hoa giấy ngũ sắc gốc lớn à. Em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại 0706 961 085, cũng như là số Zalo để mua hàng bên nhà vườn em ha. Thì đầu tiên là em vô cây số 1. Cây số 1 là cây cẩm thạch tím siêu hoa, form tàn rất là dày hả cô chú anh chị. Cây này thì nhà vườn bên nhà em thì cũng đã vô dây định hình được một nút rồi. Mặt hoa thì lên rất là đẹp. Cái màu này là màu cẩm thạch tím quế ha cô chú anh chị. Màu rất là sáng ha, màu đẹp. Form tàn nè, rất là đều luôn ha. Ở dưới đây thì củ đế rất là già luôn nha, gốc không có hẻ vết gì hết ha, củ rất là già củ. Tổng cái củ em đo cô chú anh chị xem ha, biết đủ lớn của cây ha. 41 nha, củ 41, dáng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 cao là 90, ngang 90 hoành 22, mã số 1 950.000. Bên nhà vườn em thì cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 2. Quá sáu phom tàn nó đều hết cô chú anh chị. Phom tàn rất là đều. Những cái đọt nè, những cái đọt này nó đang kèm theo nụ ha cô chú anh chị. Cẩm thạch này là cẩm thạch tím siêu hoa luôn ha. Nó cho ra hoa rất là quanh năm luôn. Với lại chơi rất là lâu rụng bông. Tàn rất là đều. Cây này thì bên nhà vườn em cũng đã vô dây định hình được một nút rồi ha. Các mắt ghép thì cũng đã được nối liền lại với nhau rồi, ghép rất là lâu rồi. Củ đế thì gốc rất là lùng lực ha. Đây nè, đế nè, rất là có duyên luôn nha cô chú anh chị. Gốc sạch ha. Rồi mã số 2, cao 75, đáng nghe 1m, hoành 25. Mã số 2 1 triệu luôn. 1 triệu về giá em bao ship toàn quốc. Khi ship thì em ship luôn cả chậu. Trong quá trình giấy ship thì nó sẽ có rụng. Tình trạng là ship xa sẽ có rụng bông và lá một số nha cô chú anh chị. Nhưng mà về tới cô chú anh chị mình bón phân tưới nước nhiều vô ha, sẽ cho ra hoa rất là nhiều luôn. Trong quá trình mà cô chú anh chị làm để bông á, thì có vấn đề gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0706 961 085, cũng như là số Zalo ha. Bên em hướng dẫn cô chú anh chị làm hoa lại nha. Tiếp theo cây số 3 cũng là cẩm thạch tím siêu hoa luôn. Nụ rất là nhiều nụ ha cô chú anh chị. Đây nè, kính cây hết ha. Cây này về mà cô chú anh chị mình về tới cô chú anh chị mình ha là nó nở bông rộ hết rồi. Đây mặt hoa nè. Cây này gốc rất là lớn nha cô chú anh chị. Gốc già gốc ha. Gốc này hai tay mà em ôm không giáp ha, ôm không tới đâu hết ha. Dữ lắm gốc này. Gốc này nuôi rất là lâu rồi. Đế thì ăn chạc dài ra tới đây luôn. Củ rất là lớn ha. Rồi mã số 3, cao 90, ngang 90, hoành 34. Mã số 3 1 triệu mốt luôn. Phom tàn rất là dày, nụ bút bút ra rất là nhiều. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây cẩm thạch luôn, tím bonsai. Cây này dáng đẹp ha cô chú anh chị, form tàn cũng ấm mịn luôn ha. Tổng thể chiều cao là 90, tán ngang 90 luôn. Cây này thì bên nhà vườn em cũng đã vô dây định hình rồi ha cô chú anh chị, vô dây được một nút rồi. Đọt non nè, đọt non kèm theo nụ bắn ra rất là nhiều ha. Đây nữa nè. Gốc rất là già gốc luôn nha cô chú anh chị. Gốc uốn lượn ha, dáng rất là đẹp luôn. Cây này gốc lớn luôn ha. Củ đế rất là già. Gốc còn ăn sâu dưới đây nữa nè. Gốc rất là lớn ha. Rồi mã số 4, cao 90, ngang 90, hoành 26. Mã số 4 1 triệu luôn. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cây 3 màu tiết.
ba màu tiết này, cái màu rất là đẹp ha. Đầu tiên là màu trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, ba màu tiết ha. Phơm tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình lấy bo cũng được ha. Cây này thì tông một cốt khó khăn, cây rất là già ra gốc, rất là già gốc luôn. Chi đế thì trải dài ra đều ha. Rồi mã số 5, cao 1m1, tới ngang 90, quầng 18, mã số 5 700.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 cây này thì cũng là ba màu tiết luôn. Phơm tàn rất là tròn nha cô chú anh chị, cây ba màu tiết này ha. Một cây mà tới ba màu về cô chú anh chị mình lấy bo cũng rất là ngợi luôn ha. Một cây là được tới ba màu, màu trắng tiết, tím tiết và hồng tiết. Màu hồng tiết này cũng giống mới ha, màu rất là đẹp. Cây này tông một cốt luôn, gốc rất là lùng lực nha cô chú anh chị. Một cốt zin ha, không có mặt cắt, gốc rất là sạch. Nguyên một nồi đế còn nằm dưới đây ha. Rồi mã số 6, cao 1m, tán ngang 90, quầng 16, mã số 6 600.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 cây này cũng ba màu tiết luôn. Mặt hoa thì đen ra gật gỡ ha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Phơm tàn rất là dày nha. Phơm tàn này nhà vườn em kê cũng rất là nhiều lần rồi mới được cái phơm tàn mà nó dày như thế này. Cây thì gốc sạch sẽ ha. Rồi mã số 7, cao 90, ngang 1m và 14, mã số 7 600.000. 600.000 em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 8. Quá xá cây này, cây cam lửa. Cam lửa đa số, đa phần cái cây này là màu cam rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chỉ có là một hai nhánh nhỏ là màu tím lửa thôi ha. Còn đa phần là màu cam lửa rất là nhiều. Mặt hoa cam lửa này thì phơm tàn lớn ha, hoa ra rất là nhiều luôn. Rồi củ đế ha, gốc cũng rất là già gốc. Cây cam lửa này thì có một vết chày nhỏ do em dặn chuyển xe hồi nhỏ ha. Giờ nó cũng quá đá hết rồi ha, không vấn đề gì nha cô chú anh chị. Còn nguyên một gốc ở dưới đây thì rất là sạch ha. Củ đế dưới đây nè. Rồi mã số 8, cao 1m4, ngang 1m4, quành 24, mã số 8 700.000. Tiếp theo mã số 9. Số 9 là cây tím lửa. Tím lửa rất là đẹp ha cô chú anh chị, cái màu tím ha. Đây. Cây này cũng tông một cốt luôn. Quá xá một nồi đế luôn ha cô chú anh chị, coi nè. Gốc rất là già gốc rồi ha. Rồi mã số 9, cao 1m3 tới ngang 1m1 và 15, mã số 9 450.000 luôn. Tiếp theo mã số 10. Số 10 là một cây trắng quất hồng Sakuga ha cô chú anh chị. Em nghiêng phong tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, cái phong tàn cô chú anh chị thấy nó rất là tròn mà đều ha. Cái mặt hoa trắng quất hồng nè. Trắng quất hồng này mà trời nắng cái là cái màu nó chuyển sang hồng đậm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây. Phơm tàn này về cô chú anh chị mình làm cây dù cũng được ha. Cây này tông một cốt luôn, một cốt zin không có mặt cắt nha cô chú anh chị. Một cốt này là một cốt mà bên vườn em nuôi từ nhỏ tới lớn luôn ha. Ở dưới mình nhìn lên ha, tàn rất là dày luôn ha cô chú anh chị. Các cái mối ghép này nè, bên nhà vườn em ghép rất là lâu rồi, nó dính liền lại nhau hết rồi. Rồi cái gốc thì cũng rất sạch sẽ luôn ha. Gốc rất là già gốc ha. Củ đế thì âm trọn với nhau luôn.
nó ôm với nhau như đám bính vậy ha cô chú anh chị nè, gốc rất là có duyên ha. Rồi mã số 10 cao mét rưỡi tới ngang mét 3 hoành 20, mã số 10 900.000. 900.000 là giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 11. 11 cũng là một cây sakura trắng quốc hồng luôn. Số 10 và 11 là một cặp ha cô chú anh chị. Cặp này về mình sang qua chậu kiểu á, chậu bát tiên đó, mình trưng trước nhà rất là đẹp luôn. Cây này phơm tàn rất là dày nha cô chú anh chị, dày tàn. Mặt hoa thì ra đều ha, bút nụ rất là nhiều. Cây thì tông một cốt luôn, cây này thì củ đế lớn ha, củ đế nè, hai tay mà em ôm không dép cái bộ đế này luôn ha. Gốc rất là sạch luôn, gốc già, một cốt zin nha cô chú anh chị. Giờ kiếm cây trắng phước hồng mà một cốt zin nuôi rất là lâu ha, mới được cái cây lớn như thế này. Rồi mã số 11, cao mét 4 tới ngang mét 3 hoài 17, mã số 11 850.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 12. 12 là một cây ngũ sắc. Ngũ sắc này ngũ sắc thái nha cô chú anh chị. Cái dòng ngũ sắc thái này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm chơi ha, nó rất là xiên bông, nó cho ra hoa quanh năm bốn mùa luôn ha. Thì hoa thì đang búp nụ nên cô chú anh chị mình thấy nhìn nó chưa có bông gỗ thôi. Chứ cây này mà bông gỗ cái phơm tàn rất là lớn. Búp nụ mà vẫn biết được năm màu nha. Màu vàng nè, màu kem nè, màu đỏ nè, với lại là trắng phất hồng. Trắng phất hồng, hồng sắc pháo. Hồng sắc pháo thì ở trên ha, đủ hết năm màu. Cô chú anh chị mình thích bông á, mình lựa mấy cái cây phơm tàn nhánh nhiều như thế này nè, khi mà cho ra hoa cũng phơm tàn càng dày thì hoa nó sẽ càng nhiều ha. Các mắt ghép này thì nhà vườn em ghép rất là lâu rồi. Còn cây thì cây này nguyên một củ đế luôn ha. Cái gốc này em đo củ cô chú anh chị mình xem ha. Năm 49 ha cô chú anh chị. Cái củ này 49 ha. Hai tay mà em ôm không giáp ha. Củ rất là lực à. Gốc sạch sẽ ha, không có hẻo vết gì hết. Cây này nhà vườn em nuôi rất là lâu rồi ha. Củ rất là lớn luôn. Rồi mã số 12, cao mét 35, tán ngang mét 35, hoành 30. Cây này 1 triệu mốt luôn. 1 triệu mốt em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 13. 13 là cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cây này cây dáng đẹp nha cô chú anh chị. Được 4 chi ha, đi thẳng lên luôn. Tàn rất là dày tàn. Tàn rất là dày luôn ha, tàn xum xê luôn nè. Còn nụ thì từ ở phía trong ha, bắn dài ra phía ngoài. Những cái tai bông này mà khi mà bông nó lớn á cô chú anh chị, nó nở rổ ha, nó sẽ rủ xuống dài. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở chỗ này nè cô chú anh chị, nhà vườn em ghép lâu rồi ha. Các mắt ghép thì nó liền à, nó tự nó băng bông keo hết rồi ha. Nhánh rất là lực nha. Cây này quá trời đế sổ luôn. Độ sổ của cây là tầm 30. Gốc rất là sạch sẽ. Gốc này là nuôi rất là lâu rồi ha cô chú anh chị, mới được cái gốc mà nó lớn như thế này ha. Đây nè. Củ rất là sạch luôn. Củ này không có hẻo ha. Rồi mã số 13. Cao mét cửu tới nghe mét cửu hoành 29, mã số 13 1 triệu mốt luôn. Tiếp theo mã số 14. 14 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Quá xá cây này nụ nhiều. Cây này chuẩn bị ra hoa gỗ nha cô chú anh chị. Tàn đều ha. Mặt hoa nè, tàn rất là đều. Cây này rất là già cây ha cô chú anh chị, dáng rất là có duyên ha.
Cây này là nguyên mất cái củ đế luôn ha, gốc rất là lực. Cây này thì có vết chày nhỏ hồi đó em vận chuyển xe nó bị chày, đã qua xử lý này ha cô chú anh chị. Nè cái da chỗ này nè đã qua xử lý rồi, chứ cái da của nó là cô chú anh chị thấy không, nó vẫn xanh ha, chứ nó không có bị đen không gì hết ha. Cây thì cô chú anh chị cứ yên tâm, nhà vườn em thì đảm bảo sống với cô chú anh chị mình ha. Gốc này là rất là lớn. Rồi mã số 14, cam mét gửi nha, mét gửi hoành 33, mã số 14. À, em xin vô luôn 1 triệu mốt. 1 triệu mốt này giá em cũng bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 15. 15 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì cũng 5 màu ha, hoa ra rất là gỗ luôn. Cây này tàn gom ha cô chú anh chị, gốc cũng rất là già, gốc gốc này đế sổ luôn ha, độ sổ cũng tầm là cây này độ sổ cũng tầm 30 ha, gốc rất là lực. Coi nè gốc này hai tay em ôm cũng giáp ha. Rồi mã số 15, cao mét tư nghe, mét tư hoành 31, mã số 15 1 triệu mốt luôn. Tiếp theo mã số 16. 16 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa, cây này tông một cốt nha cô chú anh chị, dạng như là dán cây bonsai vậy ha, tông một cốt. Một cốt là một cốt từ dưới lên tới cái đỉnh đọt luôn ha cô chú anh chị. Đây. Cẩm thạch tím siêu hoa, giờ kiếm được một cây mà tông một cốt mà nuôi tới được phân tàn nó dày như thế này rất là khó ha cô chú anh chị. Nuôi nè là bên em nó quấn ha, ghép là từ cái mắt y gan là tàn mai vậy ha, nó đưa ra nè, mặt hoa thì đen lên gỗ ha, gốc thì củ đế lớn luôn nha cô chú anh chị. Gốc này hai tay em ôm không giáp ha, gốc rất là sạch sẽ luôn, gốc nhìn rất là có duyên ha, nó xoắn lại như là hình con ốc vậy ha, nó xoắn xoắn đều với nhau ha. Rồi mã số 16, cao mét gửi tới ngang 90 hoành 21, mã số 16 1 triệu 7. 1 triệu 7 là giá em bao ship toàn quốc ha. Mã số 16 cũng cuối clip ạ. À, hẹn cô chú anh chị vào clip sau. Em xin chào.